Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Và mình tiếp tục chơi con Far Cry bản remake nha. Game này hay nè, nó tự kể về tập trước luôn, coi như là cốt truyện tập trước mà mình đi tới đâu á thì nè, nó sẽ tự kể lại nếu như mà mình bấm vào continue. Công nhận mấy thằng lập trình cũng hay thật, mình nể mấy người đó thiệt luôn á. Giờ thì mình đang ở đâu đây? À, chỗ này là chỗ ngủ. Nước, 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 uống nước, uống nước. Sao không uống được ta? Hình như ở trong này trong hang là không được rút vũ khí sao? Giờ đi đường nào? À đây, cửa ra đây. Chỗ này có gì nữa? À, cái chỗ này là túi đồ đây. Ok, hiểu rồi. Hồi nãy mình đứng lên cục lửa mà mình không biết luôn. Smarka katakar. Kuzpas winjatan hichlawan. Nakwaida shanchirsh. Giờ bây giờ mình làm gì đây ta? Y directing hả? Không directing được cái này. Kin villain. Rồi villain cũng chẳng có ai cả. Túi đồ. Map. Hình như mình phải đi tới chỗ này sao? À không, đi tới thằng này chứ thôi. Ok. Ở giờ thì nó có checkpoint vậy. Hãy
Khi mà bơi qua cũng phải nhìn xung quanh nha, bây giờ ở dưới có cá sấu nữa là mệt lắm á. Rồi còn mấy trăm bước chân nữa. À, con linh cẩu. Hiểu rồi, mấy cái chạm lửa này là mình đốt thì mình sẽ được phát travel như trên này đúng không? Đây đúng rồi. Đây đây có lửa đây rồi.
phá thành công. Đấy, phát cho vợ. Ok. Hình như mình con nhân vật của mình mệt rồi, chắc phải reset rồi. Ngủ cho tới sáng luôn, nhớ khỏe. Đấy, ngủ xong cái lại đầy cây ngay. Rồi bây giờ đi qua bển tiếp thôi. Từ từ. Đấy. Ok, giờ mình vô mình gặp thằng này thôi. Đâu? Wow, thanh niên múa lửa. You are the one. Quite a Walshnar. Người sói à? Tin Sai Hassan. Nó tên là Tây Sa. Hát Nassan. Tilikli. Wow. Nguamda. Mu Salwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassarda. Hassan. Ashai Baja. Ôi gì ghê vậy. Nó cắt máu mình xong rồi nó trộn với máu chuột. Giờ nó kêu mình uống. Ôi nhìn ghê thiệt luôn đó. Nó còn ghê hơn cái tiết canh nữa. Rồi. Phê cận rồi. Gọi cả thanh niên.
Giờ mình đang ở đâu? Ôi, hình như là bị ảo giác luôn rồi. Phê cần quá bị ảo giác rồi. Nai gì mà vàng ươm rồi. Nai vàng. Nai hư. Chim nữa. Con nào con ấy cũng vàng. Rồi luôn. Đúng chất phê cần rồi. Bay vậy. Đây đây là cảm giác của phê cần đây. Anh em cứ chơi thử đi là sẽ được bay. Fail rồi. Rồi. Fail quá, fail rồi. Fail cần quá, bị fail rồi. Cái này bay khó lắm luôn á, đập mặt. Ôi, cái game sinh tồn mà còn bị phê cần mà bay bay như chim đấy. Bay ổn định thôi. Chẳng hiểu cái game. Ít ác lắm á cú. Vãi luôn. Vừa gặp thanh niên nó cho hút cần. Bây giờ thì phê. Giờ cứ đuổi theo một con cú. Đứng lại coi. Bay hoài. Roaming. Ôi lại phê cần nữa rồi. Lại bay rồi. Đó, bây giờ là anh em được trải nghiệm cái cảm giác mà phê cần nó như thế nào rồi. Bay như chim luôn. Nó có cài bia nữa kìa. Hay thật. Ê, ê, nó khuấy nữa chứ. À không, chim. Chim tạo thành lớp xoáy luôn. Nói cái này là giai đoạn cuối của phê cần ấy, đầu óc quay cuồng. Quay cuồng. Cái thế giới này
Sói à? Ở kia là linh cẩu. Đây là một con hổ. Con này là báo. Cả saber tooth nữa. Gấu luôn. E to tem. À, nếu mà là thu phục đi. Để về với đội của anh nào. Giỏi. Now you be my eye in the sky. Nghĩa là bây giờ là con cú sẽ là đôi mắt của mình ở trên bầu trời. Ai nghĩa là thằng này nó cho mình phê cần để mình học cái cách mà thu phục thú. Warpati, Faran Habandata, Kubalsan Guar Habandamagata, Ulaukawa Waida Warpaswa. Bấm nút Z à. Ủa giờ mình hành con cú rồi nè. Nó không thể bay quá xa, nghĩa là ở kia nó có một cái điểm checkpoint. Nhưng mà bên này nhiều dê nai đừng chạy mà. Ooh.
bộ không lẽ giờ bay chơi vậy? Nó có nhiệm vụ chứ, kin lên được kin rồi. Cứu ba điểm để dành nâng máu đi. Có một cái chấm hỏi. Ok, đặt cat boy đó, 100 bước như này. Thôi, hình như vật này lại không có khả năng leo. Quá, ở đây cỏ không mà mình lỡ mình đốt lửa. Ok, trời tối thì trời tối nó sẽ nguy hiểm hơn.
Chết bò lại chỗ con sói. Cũng gần rồi. Ôi ơi, bậy bậy bậy, tí nữa chết. Mình nghe có tiếng la. Kia có hai thằng ấy, hai thằng u đam. Đây là lên cẩu rồi. Là chỗ này đúng không ta? Boy là ngay đây mà, ngay đây chẳng có gì cả.
Hình như là ấy mình chưa học được thịt thúi. Ồ. Oh. Nãy là mình phải nói chuyện với thằng kia để mở cái nhiệm vụ. Đó thì mở cái nhiệm vụ thì nó mới có phải mình quên mở nhiệm vụ ẩu quá. Vậy hết rồi, đi trong bóng tối rồi. Đây, ở đây có một cái cầm file. Hôm nay có gì không? Dưới hả? Udam nó giết sói. Cú của mình có thể nhìn trong được ngoài đêm nha.
Varsaria. Lâche pour lui. Hình như nó vừa mới giết một con sói. Đúng rồi. Đúng rồi, mình đi đúng mà tại sao nó lại warning? Tự nhiên bị chối bỏ, mình đi đúng đường mà. Kỳ vậy ba. Nãy là mình đi đúng đường mà chẳng biết tại sao anh bị ấy.
some wild one. I shove to. Varsalya. Aşburgi. Đây thì đúng rồi, có vết chân rồi. Rõ ràng nãy mình đi cái đường này, nó kêu mình đi xa. Dùng cái thịt thúi ném vô đó rồi chạy lại bấm E để xem. Ok, thấy cũng dễ. Sao lấy được cái này mà ném ta? Thank you.
như ta. Tôi có giết mày đâu mà mày lại đánh tao. Bình tĩnh nào sói ơi. Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Nữa hả? Vãi vãi vãi. Mình sắp chết rồi. Ôi. Cái tem khó thiệt luôn á. Như vậy. Chết là mất xeo. Chết là chơi lại từ đầu. Ok, và hôm nay mình chơi tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ bấm like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào đăng ký. Còn bạn nào có vấn đề gì thì cứ comment thật lòng và có văn hóa, mình sẽ đọc và sửa chữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.